Qua đây nè, nhanh lên. Chạy qua đây. Nó phát hiện rồi. Chạy đi bố, chạy đi. Chạy qua bên kia đi, chạy qua bên kia đi. Đừng coi chừng con ếch đó. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi. Chạy ơi, con vòng đi con ếch nữa. Con chừng nó cắn. Chạy, chạy qua bên kia kìa. Ừ. Bây giờ nè, bé bo xử lý như thế nào cái con ếch đó nó bự như vậy, không thể nào mà để cho nó ở đó. Nó ở đó là nó ăn thịt cả một con bò luôn còn được đó đó. Các bạn ơi, bây giờ phải tìm siêu anh hùng để tiêu diệt con quái vật ếch kia, không thôi nó ăn mấy con bò, ăn mấy con dồi. Đi đâu? Cái trái gì vậy? Ủa bé bo phát hiện ra trái này là trái gì nè các bạn ơi. Ôi, ừ đúng rồi, cái này là cái gì? À là một cái súng kìa phải không? Kéo ra coi. À đúng rồi, mình mới bị con quái vật đầu lo ngược. Bây giờ có cái súng này rồi thì đi chơi phải cầm theo nha. Con khủng long này là con khủng long gai, nó hiền nha. Bé bo cầm cái súng này đi, nhưng mà đừng có bắn con khủng long gai này. Con khủng long gai này nó ăn cỏ, nó không ăn thịt đâu. Chừng nào mà gặp khủng long bậu chúa á là nó ăn thịt, nó hung dữ lắm. Thì lúc đó bé bo hãy bắn nó nghe. Ê bé bo, các bạn ơi, hôm nay bé bo đi ra ngoài này chơi có đem theo cái súng này để bắn mấy con khủng long nhỏ nhỏ nha các bạn. Nè, bữa nay bé bo có được cái này nè. Đây nè, biết cái gì không? Cái này là con vịt màu xanh bằng nhựa, nhưng mà bên trong nó là ăn được luôn nha các bạn. Nè bé bo, mở ra đi bé bo. Đó. Ở bên trong đó nè là mấy cái viên kẹo. Này hồi nãy đi mua cho tiệm thuốc tây nè nghe. Rồi ngậm ngậm đi. Rồi đút đút cho mình viên nghe. Đỡ nhân viên nó đi. Hay nhiên luôn rồi đóng này lại. Đi chơi vòng vòng đây mà gặp con khủng long nhỏ là bắn nó luôn. Còn gặp con khủng long bự thì chạy nha. Con khủng long bên kia kìa bé bo. Bây giờ mình sẽ vào bển, mình giải cứu con chó. Cầm cây súng này đi, tiêu diệt con khủng long cá sấu đó để giải cứu con chó nha. Đánh câu. Hay quá. Bé bo đã tiêu diệt được con khủng long kia rồi. Nhanh lên, nhanh lên đi bo. Con khủng long bự quá, nhanh lên. Các bạn ơi, bé bo đã giải cứu được bạn cuốn rồi. Giờ bạn cuốn đi theo bé bo luôn để canh giữ bé bo, bảo vệ bé bo lại. Bây giờ bạn bo đang chơi đây nè, bạn cuốn đứng ở đây bảo vệ bé bo, bạn cuốn không có đi đâu hết trơn các bạn. Cảm ơn siêu nhân Ultraman. Các bạn ơi, siêu nhân điện quang biết bé bo giải cứu được bạn cuốn cho nên siêu nhân tặng bé bo cái hộp bánh này nè. Thì mở hộp bánh này ra cho siêu nhân ăn đi bé bo. Siêu nhân không có ăn nè các bạn ơi. Bây giờ bé bo ăn không? Bé bo ăn không? Bé bo không ăn hả? Ồ, ăn lần nguyên cái luôn hả? Ủa, gậy đâu hả? Gậy đâu? Con quái vật bên kia nó đánh con bò kìa bé bo ơi. Bây giờ cây súng này, cây súng, ôi mà cây súng của bé bo đâu vậy? Nhưng mà cây súng đó cũng không có đánh lại con quái vật đâu. Bây giờ phải đi tìm siêu nhân thôi. Đi nhẹ nhẹ quay nè, coi chừng con quái vật nó phát hiện là nó gượt mình đó. Đợi đi bé bo ơi, con quái vật đầu lo. Nhảy lên bé bo ơi, nhảy lên được không? Nhảy lên đi, con quái vật nó tới liền bây giờ nè. Là còn sửa đôi dép nữa, không kịp bây giờ nè. Thôi chạy trước à. Nhảy lên được không? Nhảy lên đây, đưa tay đây được không? Chạy ơi. Ê, rồi lên đỡ đi lên nè. Lên rồi. Chạy đi tìm siêu nhân mau lên. Chạy qua đây nè. Yeah. Oh yeah.
Chưa cho bên này tiền chưa chúng. Ủa siêu nhân nhện này bé bo. À siêu nhân nhện đã biến hình, biến thành nhỏ như vậy nè, ngụy trang ở trong đây để là gặp quái vật là tiêu diệt quái vật. Bây giờ có siêu nhân nhện rồi, cho siêu nhân nhện biến hình bự lên chiến đấu với con quái vật lúc nãy nghe bé bo. Nghe đi nè. Ủa có thêm một siêu nhân nữa hả? Siêu nhân gì vậy? À siêu nhân này là siêu nhân không biết siêu nhân gì luôn, là có hai siêu nhân để giúp đỡ bé bo đó các bạn ơi. Đi 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 bé bo, đi bé bo đi. Ủa đâu nó vậy, ba siêu nhân luôn rồi. Vậy là lần này con quái vật kia nó hơi mệt trung bình rồi đó. Nè cầm ba siêu nhân này đi 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 bé bo. Người nhện đã biến hình lên khổng lồ. Ủa mà không phải khổng lồ, bự hơi hơi thôi, để chiến đấu với con quái vật kia rồi kìa bé ơi. Chúng ta cùng đợi kết quả nha. Goal! Anh siêu nhân nhện đã chiến đấu tiêu diệt được một con quái vật ha. Còn mấy con quái vật kia không biết như thế nào. Đừng có manh động nha, từ từ nha. Còn quái vật kia dám đến đây quấy phá hả? Bé bo là quen với siêu nhân, mi mà còn ăn hiếp mấy loài động vật là bé bo sẽ kêu siêu nhân ra xử liền, đúng không bé bo? Anh người sắt ơi, giúp đỡ bé bo với, bé bo đang lẩn trốn bên kia kìa, em chạy qua đây, em nhìn qua đây, em tìm anh để mà nhờ anh giúp đỡ tiêu diệt con quái vật ở phía bên kia. Nè bé bo chọn nhiều nào? À, nhiều con này phải không? Rồi lấy đi nhiều con lắm, chọn con đó phải không? Rồi lấy đi bé bo. Bé bo sẽ mở ra hay súng mới luôn nha các bạn, còn trong hộp luôn. Mở ra bé bo này, mới đi chợ bé bo gặp, bé bo đòi liền. Có 3 viên đạn, 1 2 3 4 5 6, 6 viên đạn dành cho bé bo. Quá dữ. Nè bé bo, người một người một cây. Rồi nhào vô. Thử chứ nè bạn, bắn cho nó dính vô đây luôn rồi nha. Ủa sao không dính? Rồi bắn đi. Bóp. Sao không bóp? Chàng ơi, tao kêu bóp ngay đây nè. Bóp ngay cái này nè, coi nè. Đó thấy không, dính vô luôn đó. Bây giờ thi đấu nè, bây giờ thi đấu bắn coi ai là người bắn dính vô trong đó nha. Ai bắn đầu tiên đây, không dính nè. Để bé bo, bé bo chưa gài vô nữa, gài test gì nè. Rồi bắn đi, dính nha, dính mới chiến thắng nha, dính đó. Nè nè, con làm lại viên nữa rồi nha. À dám kiếm chuyện với bé bo hả? Đi qua đây tìm khủng long nè. Khủng long bỏ chúa, tiêu diệt khủng long bỏ chúa nha. Đi. Xong chưa, đủ đạn chưa? Rồi đi qua đường này nè. Khủng long bỏ chúa, nó dám ăn hiếp cái con quật là bé bo sẽ xử liền. Nhanh lên. Kia kìa.
con khủng long cổ dài nó bị khủng long bạo chúa tấn công rồi. Bây giờ mình phải gáp mấy cái súng này lại, gáp súng này lại đi, rồi mình giải cứu con khủng long cổ dài nha. Đây là hai khúc nè, mình sẽ gáp thành một cây dài đó, một cây. Rồi đưa cây cuốn với bo đây. Rồi ok nè, đi giải cứu khủng long cổ dài thôi. Sẵn sàng chưa bé ơi? Sẵn sàng chưa? Qua tấn công đi, qua tấn công, qua bắn. Rồi bắn bắn nữa bắn. Con khủng long nó chạy rồi bé ơi. Giải cứu khủng long cổ dài, đem khủng long cổ dài về thôi. Khủng long cổ dài này bự gần bằng bé bo luôn. Rồi để khủng long cổ dài ở đâu? Tìm chỗ nào an toàn cho khủng long cổ dài nha. Đó, khủng long cổ dài ngoan ở đây nha, đừng có đi ra ngoài nữa nha. Đừng ăn nhiều quá nha, ăn vừa vừa thôi. Chừa cái bụng ăn cháo nữa chứ ăn cái này không hồi sao ăn cháo nổi này, hồi để vô cháo ăn ngon lắm nè. Hồi để cái này vô cháo cho bo ăn nha. Để bị nhai. Ăn lấy sức đi nha, hồi nó cầm cái súng đi tiêu diệt khủng long luôn. Chịu không? Rồi miếng nữa. Cho miếng nữa nè. Rồi thôi nha. Bé bo đã ăn xong rồi, bây giờ sẵn sàng đi tiêu diệt khủng long nữa chưa? Bé bo, ok chưa? Rồi, gáp cái súng đi rồi tìm khủng long nè, mà gặp quái vật thì đánh không lại thì chạy nha. Nhanh lên. Cái kính này để gì hay là kéo lên? Để kính gì phải không? Rồi đây súng nè. Nào gặp khủng long bắn, gặp khủng long thì bắn, gặp quái vật là chạy trốn nha. Đúng rồi ơi, bắn tiếp đi. Tiếp tục đi qua, bắn. Đúng rồi, đúng đúng. Bắn nữa. Ừ, nhanh lên, bắn mạnh lên. Ừ. Bắn nữa, cố lên, cố lên. À, nó sợ rồi đó. Chi đuổi theo khủng long nghe thôi. Ui, ở đây có hai, có một con cún, bên kia một con nữa, có hai bạn cún luôn. Bây giờ mình sẽ đi theo đường con khủng long nó chạy nè. Là con quái vật, nhanh chân tìm xíu nhung, giúp đỡ bé ơi. Nhìn lên, bị dướng vô đây rồi, chạy vô đây dướng rồi, chạy ra này nè. Người ta lúc này ta sẽ lái ra. Không đâu, quái vật tới, nhanh lên, lái ra, chạy thẳng. Là thẳng. Rồi, nhanh lên. Lúc ở đây, đợi siêu nhân đến ứng cứu nha. Chạy đi tìm siêu nhân hả? Đi tìm siêu nhân. Rồi siêu nhân ở đâu rồi? Đi chỗ nào tìm siêu nhân? Đi qua hướng bên đây, đi nhanh lên. Nhanh lên. Ở đâu? Bé bo, bây giờ cái súng này bé bo không biết sử dụng không? Không biết sử dụng đưa cho siêu nhân người nhện nha. Rồi đưa cái súng cho siêu nhân người nhện đi bé bo ơi. Siêu nhân người nhện mới sử dụng được tối đa quy lực của nó chứ bé bo không biết sử dụng đâu. Đưa siêu nhân người nhện kìa. Rồi. Ở đây có cây chuối nè. Núp vô trong bụi chuối này được không? Núp vô trong bụi chuối này đi, đừng có cho hai người kia thấy. Đừng có cho quái vật chứ khủng long thấy. Bây giờ cây súng là siêu nhân đã giữ rồi, là phải vô trong đây núp. Ăn chuối không? Không hả? Ăn mía không? Đây là siêu nhân Superman này bé ơi. Siêu nhân Superman đi bằng một chiếc xe này, siêu xe quá dữ, đến đây để hỗ trợ luôn đó. Bây giờ bé bo có được hai siêu anh hùng đã giúp đỡ rồi đó. Nè bé bo thấy ở đây thêm bao nhiêu siêu anh hùng nữa? Anh Goku nè, anh Ultraman nè, đi vào một chiếc này là một chiếc chuyên cơ tới đây. Là bây giờ chúng ta có 5 siêu anh hùng rồi. Bây giờ bé bo có thể yên tâm để mà đi chơi vòng vòng được rồi đó. Thấy không? Chiếc này chuyên cơ quá dữ, anh Goku đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Còn phía bên đây là anh gì có cây kiếm rất là dữ dội luôn nè. Bé bo không có trốn trong đây nè. Siêu anh hùng là tiêu diệt khủng long với quái vật rồi. Bây giờ bé bo ra ăn cháo đi, xong rồi mình đi thả diều. Có các siêu anh hùng rồi là sợ cái gì nữa. Anh người sắt nè bé bo ơi. Hồi nãy bé bo ngồi sao? Có anh người sắt giúp đỡ nè, bé bo khỏi sợ đâu, bé bo cứ yên tâm ăn cháo đi. Bé bo mở bịch cháo này ra, ăn bịch cháo đi rồi mình đi chơi nha. Ôi mở ra, bắn ra, bắn ra. Súng của bé bo đây, bé bo có thêm con này nè, con này là con chuột nè. Wow.
Bé Bo ăn cháo xong là bé Bo sẽ đi thả diều. Wow. Cái còn không? Cái còn hết. Cái còn không? Vô muỗng nữa nè. Ôi, thấy chưa? Trời, quay đó. Con đen xong rồi phải không? Đen xong rồi. Rồi giờ ra rắn cái này vô cho bé Bo đi. Con nhớ bé Bo con này là cho bé Bo thả con này nha. Con này nè là con phụng nè. Đó, con diều đang được mở ra. Wow. Ồ, mê chưa. Nãy gì vậy Bo? Này chỉ búng cây lên xong rồi phải không? Búng cây lên xong rồi. À, đơn giản mà, này gì nào mình nghĩ bay mình ship vậy thôi. Cái này nó cầm. Trời đi, người ta làm vậy là đúng rồi đó. Thì người ta làm kỹ thuật của người ta mà. Rồi, cho dây vô. Đẹp quá nghe, nhiều con Bo đẹp hơn nè. Nhiều này nguyên một màu đen luôn, còn nhiều này có nhiều màu. Nhiều của ai đẹp hơn mấy Bo? Buộc dây vô trong đây nữa. Buộc dây vô trong đây là mình đem ra ngoài mình thả nha. Bây giờ có rất nhiều siêu anh hùng giúp đỡ rồi mà bé Bo còn e ngại nữa hả? Còn e ngại bé Bo đem Godzilla này cho Godzilla này biến hình lên luôn phải không? Rồi cầm đi đem ra ngoài cho biến hình. Con Godzilla đi từng tra rồi. Bé Bo đỡ lo rồi đó nha. Bây giờ bé Bo an tâm đi chơi thả diều đi. Mở cái miếng giấy này ra. Biết mở không? Đây nè, xé lại ra đi. Để giúp đi. Đấy, rồi. Rồi lấy cái đầu dây. Lấy cái đầu dây ra buộc vô con diều. Sẵn sàng thả diều chưa bé Bo? Uống nước xong đi rồi bắt đầu bé Bo cầm con diều này nha. Cầm con diều này chừng nào kêu buông thì buông nha. Cầm ngay đây. Rồi đứng xây lên gì nè. Thì nào kêu buông là buông liền nha. Rồi buông đi, buông. Buông ra. Rồi hay lắm bé Bo ơi. Các bạn ơi con diều sau một hồi khô nỗ lực, thì con diều của bé Bo đó bay lên cao rồi. Còn nhiều dây lắm. Con quái vậy nó đánh vô cái môi, xin cái môi luôn rồi nè bé Bo ơi. Bây giờ sao bây giờ? Quái vậy nó mạnh quá hả? Bây giờ bé Bo cứu lên đi. Bé Bo chống cự không nổi thì phải tìm siêu anh hùng thôi nè. Chứ cái môi bây giờ là một xương một cục luôn rồi nè. Lửa này nóng lắm đó nghe Bo, đừng có lại gần nghe Bo. Này. Lửa này là có con gì để vô nướng ăn được luôn. Lửa này nè là có thể là do con quái vật nó phun ra đó. Nó phun ra nó làm cháy cái này nè, mình phải tìm cách dập lửa này thôi, mau lên. Siêu ăn người dơi đâu rồi, siêu ăn người dơi bị đánh văng vô đó luôn rồi hả? À, rồi ok. Chạy đi bố, chạy. Chạy đi, quái vật đầu lo tấn công tới kìa, đi, nhanh lên. Chạy nhanh lên, đi từ từ là nó tới, nó kịp mình đó. Kim vô núp, núp vô này nè. Núp vô nhanh lên, núp vô. Từ từ nha, đừng xuất hiện nha. Rồi giờ làm sao? Bây giờ làm sao bây giờ? Mình không lẽ núp ở đây hoài. Phải đi tìm siêu anh hùng thôi. Đi tìm ở đâu? Đi ra đây. Quay tới rồi, quay đi nè, nhanh lên. Chị quay đây. Không phát hiện rồi. Núp ở đâu? Ở đây có chỗ núp không? Ở đây nó không núp được. Quay đi nè. Núp vô. Nhanh lên. Núp ở đây nha, núp đây cẩn thận nha. Đừng lên tiếng nha. Nha. Hmm.
Lo chạy đi kìa. Chạy đi đừng có khóc nữa. Cái bự quá nha, không được nha. Ngon quá. Ăn đi rồi có sức, hồi nữa đi tìm khủng long cho siêu nhân đánh nha. À, vô đây là con vịt nè. Con vịt sim. Nhiều con, bao nhiêu con đếm mày bó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, ở chỗ này có con gà đó nè. Đi vô chung vịt hả? Chung vịt đó không có vô được, đứng ở ngoài coi thôi. Năng lượng phải không? Năng lượng này tính dành cho bé Bo để chiến đấu mà bây giờ còn bé Bo ăn từ từ, chưa kịp chiến đấu nó ăn gần hết luôn rồi. Thôi bây giờ còn mấy viên ăn hết luôn đi. Nè, còn 6 viên. Rồi nó gặp quá giặt, mình hết sức cái mình hãy lấy cho mình ăn. Nha. Nha. Đi, mở lên. Bây giờ bé Bo hãy chọn một chiếc xe để đi tìm các siêu anh hùng nha. Lên xe, mình sẽ chạy đi tìm các siêu anh hùng để đối phó với con quái vật kia. Đó, chiếc màu xanh bên kia phải không? Rồi ok ok, trả tiền đi rồi mình mới lấy xe mình chạy đi tìm siêu anh hùng được. Biết lên không? Kéo cái cửa ra, kéo cửa ra mới lên được. Kéo cửa, ơi leo lên luôn hả? Kéo cửa đi. Rồi đúng rồi, ở trong đây có nhiều siêu nhân lắm nhưng mà một siêu nhân này là siêu nhân người dơi. Cho siêu nhân người sắt bảo vệ đi, bị đứt cái tay mục tiêu phải tìm cái tay lại cho siêu nhân người dơi. Ở trên đây là siêu nhân xanh nè, siêu nhân vàng. Ở bên kia là chiến binh báo đen, siêu nhân nhện và siêu nhân khổng lồ xanh. Bây giờ bé Bo chọn siêu nhân nào để ra chiến đấu? Chọn siêu nhân nào đầu tiên? Siêu nhân người sắt hả? Cho siêu nhân người sắt bảo vệ người dơi đi. Chọn siêu nhân kia trên kìa, siêu nhân vàng này phải không? Rồi, ok, siêu nhân vàng quyết hình đi. Bây giờ anh siêu nhân vàng đã phóng to lên để tìm con quái vật kia. Mình sẽ đi bên đó, mình giải cứu con bò nha. Bạn bò đã được giải cứu rồi Boy. Bây giờ bạn bò hãy tìm chỗ trốn đi. Bé Bo sẽ đi vòng vòng nữa. Bạn bò đừng có đi lung tung nha. Ăn đi bé Bo, ăn đi. Biết không? Bé Bo, chị ơi, chị hướng ơi. Đó là con bò cạp khổng lồ. Nó đang định tấn công con thỏ luôn rồi kìa. Bên đây hả? Không được, bây giờ chúng ta phải bảo bệnh giải cứu con thỏ trước. Nha, đi. Cạp kìa, người cô thấy bé Bo có biết bao nhiêu siêu nhân chưa? Có 4 siêu nhân đó. Người biết không hồn, để thả con thỏ ra. Nếu không, các siêu anh hùng sẽ xử lý người. Ê, nó đã đánh mình luôn rồi Boy. Chạy đi, chạy, chạy. Nhanh lên, nhanh lên. Nó ngoài sau kìa, nó kế bên đít luôn, rồi nó nhổng bên đít lên, chạy chạy chạy. Có sao không? Nhanh lên. Đừng có đi lung tung nha. Hồi nãy có một bạn thỏ bị con bọ cạp kia nó tấn công rồi. Bây giờ nè, mình với bé Bo đang tìm siêu nhân để mà cứu phục con bọ cạp kia. Bạn tìm chỗ ẩn náu đi. Người sắt ơi. Bác. Ừ, đó là anh người sắt đó. Con kêu bằng bác người sắt nha. Bác người sắt giúp bé Bo thu phục con khủng long kia đi. Thì ra bé Bo tìm được chiếc xe này, hàng chi chạy quá chàng luôn. Lấy chiếc xe này chở khủng long về đi. Khủng long nào bị thu phục mình để lên chiếc xe này mình chở về. Chiếc xe tải của bé Bo bây giờ nó đã gặp nạn, nó rớt xuống dưới luôn rồi các bạn ơi. Mình phải lấy dây chừng, mình khiều nó lên. Bé Bo cho xe chạy, mạo hiểm quá, mai mốt cho xe chạy đàng hoàng lại nghe.
chỗ nào khó là phải chạy chậm nè. Chấp 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 chấp. Không được đâu, núp trong đó hồi nó quá giật tới là không có đường chạy ra đó. Đi ra đường này nè, núp chỗ nào mà có hai cái đường để thoát á, đi ra đây mau lên. Núp trong này kẹt cứng ngắc luôn rồi sao mà chạy được, nhanh lên. Thôi ở đó đi nha, họ bị kẹt chân chấm luôn, chạy trước đây. Khủng long đã bị anh người sắt thu phục nhỏ lại rồi. Cầm chiếc xe này lại chở khủng long đem về. Một con khủng long màu xanh nè, để lên xe đi. Rồi cái lú cái đầu ơi vậy nè. Rồi chạy. Con khủng long này bây giờ sẽ thuộc về bé Bo. Đi. Trong tủ lạnh của bé Bo sẽ có cái gì? À, hũ đó là hũ gì? Hũ đây là hũ gì vậy? Ở trong đây còn nhiều hũ lắm nè. À, 2, 4, 6, 8, 9 hũ luôn. Cái này là sữa đó nè, similo nè. Ở đây là có mấy quả trứng nè. Ở đây là nghệ nè, ở dưới đó là nước nè. Rồi bây giờ bé Bo quyết định ăn cái nào? Bé Bo đang chọn nha các bạn ơi, không biết ăn cái nào đây. Nhanh lên đi bé Bo ơi, để mà đi ra ngoài tìm siêu nhân nữa. Mới ăn một hũ sữa chua rồi, bây giờ lấy thêm hũ nữa hay gì? Tính ăn gì nữa cho bé Bo? Ê, bé ơi, ê, quá đầu lo vô nhà rồi, chạy. Có anh Điện Quang đến giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà hai anh Điện Quang này cao lắm, cao hơn cái nhà luôn, thì không thể nào đi vô trong nhà được. Nhưng mà con quái vật nó đang ở trong chổng, nó không có chịu ra. Bây giờ chúng ta phải tìm siêu nhân nào nhỏ nhỏ chút xíu để vô trong nhà, vừa vô nhà mới tấn công nó được. Anh chạy xe đi tìm thêm siêu anh hùng cái gì? Ra sao đi, ra sao ngồi đi. Đi tìm thêm siêu anh hùng nè. Bé Bo đã gặp được anh Son Goku rồi, dẫn anh Son Goku đi về nhà đi, cho anh đi vô nhà nè. Ảnh không có cao bằng cái nhà đâu, còn anh hai anh Điện Quang nãy cao quá đi vô nhà không có vừa. Nghe bé Bo. Đi anh Goku ơi. Con quái vật nó lại đi ra ngoài rồi. Bây giờ ở đây có Godzilla con nè, sẽ đi về tìm Godzilla mẹ để tiêu diệt con quái vật kia. Con quái vật nó đi ra ngoài thì Godzilla sẽ chiến đấu rất dễ dàng. Bé Bo, đây là hút gì, không có đối phó lại nó đâu. Chạy vô trong trốn đi, coi chừng nó tấn công đó. Chạy vô trong, chạy. Hút gì, nhanh lên. Chạy túi vô trong luôn, chạy vô trong phòng trốn luôn, núp vô trong cửa, núp vô trong cánh cửa đi, rồi bắt đầu tìm siêu nhân từ từ, núp vô trong đây nè. Vô đây. Khép cửa lại. Ờ, đứng trong này. Đứng sát vô nè, đừng lên tiếng nha. Mình lấy cái nón bảo hiểm, rồi mình lấy xe, mình chạy đi tìm siêu nhân nha. Đi ra đây, mau lên. À, cái này cái gì? À, ở đây có 4 cây kẹo nữa, cầm 4 cây kẹo đi, chừng nào đói bụng mình lấy ra mình ăn. Cái nón bảo hiểm này đâu phải của bé Bo. Cái nón bảo hiểm của bé là cái nón nhỏ kia kìa. Cái nón này bé Bo đỡ không có vừa đâu. Che mất tiêu con mắt của bé Bo luôn rồi nè, thấy không? Đợi đi bé Bo ơi. Nhưng mà chỗ này không có thấy siêu nhân, ở ngoài kia là cái sông kìa. Mà bây giờ bé Bo còn lo ăn nữa nè, đi đâu cũng ăn hết trơn á. Cái bụng no như vậy rồi nè mà còn ăn nữa.
ăn mau mau đi, đừng tìm siêu nhân nha, mình sẽ đi qua bên mé sông bên kia á. Nè bé Bo, đó là chiếc tàu chạy dưới sông đó, thấy không? Bé Bo thấy không? Chiếc tàu này nó chạy nó chở được rất là nhiều thứ luôn nè. Ý, là con hút ghi, nó đang định tấn công con bò kìa bé ơi. Con bò đó đang gặp nguy hiểm, mình phải tìm chỗ ẩn náu, xong rồi mình báo với siêu nhân. Ok không bé Bo? Cộng dây này không có bù được con bò đâu. Bây giờ mình phải lẩn trốn. Ok, đi qua đây. Còn quái vật bên kia, mình phải đi hướng này. Mình đi từ từ đừng cho nó phát hiện. Bé Bo, anh siêu nhân điện quang qua phía bên kia nè. Bây giờ mình đi qua bển, nhờ anh siêu nhân điện quang giúp đỡ nghe bé Bo. Đi 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 đi. À, xuống bé Bo, xuống xuống. Cũng chạy bển đi, đi gắt nó luôn rồi. Đi. Cái trái gì vậy? Cái bông đó siêu nhân không có lấy đâu, bé Bo giữ để chơi đi. Bây giờ nhiệm vụ của bé Bo là dẫn các siêu nhân này nè đi tìm con quái vật lúc hút ghi lúc nãy để bảo vệ con bò. Cái bông này thì đưa đây, đưa đây, đưa đây, mình cầm cái bông cho. Rồi bây giờ dẫn các siêu anh hùng đi nha, các siêu nhân điện quang của chúng ta đó. Nó biến thành nhỏ rồi kìa. Trời ơi. Con hút ghi này nó bị siêu nhân đánh, bây giờ nhỏ xíu luôn rồi. À, à, bé Bo kéo cái này ra nó có giãn được không? Sao thấy ngộ quá vậy? Ui. Con hút ghi này có hai chân không bằng nhau rồi, một chân dài một chân ngắn. Sao đi được? Không lẽ đi vậy? Đi vậy nè. Kéo đi cái chân này ra nữa. Còn cái tay nó dài được không? Đó, cái tay nó cũng dài ra luôn. Còn cái tay bên đây nữa. Nó dài quá chẹn luôn coi đây. Bây giờ thu hút được con này rồi, đem về nhà thôi, cầm đi. Bé Bo làm gì vậy? Định lấy cây này đối phó với khủng long hả? Ý, rồi chiếc dép của bé Bo đâu? Bà chèn ơi, sao má thành cái cây này chi vậy? Để xuống mang đi, mang lên cây hồi nữa khủng long tới chạy không có kịp đâu. Mang vô đàng hoàng đi. Còn cái cây này nhỏ như vậy cũng không có đánh được khủng long đâu. Cầm hù nó thôi, hù mấy con khủng long nhỏ thì được. Chạy qua đây. Không phát hiện rồi. Sau một hồi nỗ lực chạy thì cuối cùng bé Bo cũng đã chạy thoát rồi nha các bạn. Bây giờ bé Bo sẽ tìm một chỗ nào đó, xong rồi mua đồ ăn, mua nước uống để nạp năng lượng vào trong cơ thể. Ở đây có bán rất nhiều đồ ăn luôn các bạn ơi. Bé Bo sẽ đi ăn. Bây giờ bé Bo ăn cái nào? Cái này á là xúc xích nè. Xúc xích nhưng mà làm theo kiểu quấn 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 vậy nè. Để ăn trước thử cái coi sao nha. Nằm dưới này. Cũng ok đó bà. À, ăn cái này hả? Mày cầm đôi này nè. Nè, cắt. Còn có bánh tráng trộn nè, cái trứng gà nướng nữa. Bé Bo, trứng cút nè. Rồi bé Bo ăn thử cái này đi. Hình đó giờ bé Bo chưa có ăn cái này các bạn ơi. Giờ cho bạn ăn thử nha. Đây ngon lắm, ăn thử cái này. Trứng trộn, chua chua, mặn mặn. Bé Bo cũng quay lại với cây xúc xích nào. Anh, cái cây nhọn nó nguy hiểm nha. Cái nhọn nó chuyện đâm vô mỏ đó nha. Nè, bóc miếng này à, bóc miếng này à, cắn ra. Ăn xong thì bé Bo muốn leo ra ngoài cái căn nhà kia, nhưng mà không được nha các bạn. Chỗ này là chỗ dành cho những người trong ngành người ta vào. Còn mình đi chơi là mình chỉ đi được ở ngoài thôi. Có anh Goku lại đây cản bé Bo lại nữa nè. Bây giờ sẽ cõng bé Bo đi dài dài để tìm team siêu anh hùng giải cứu các con vật đó. Ê, cô chừng té. Anh người sắt đến đây này bác ơi. Bây giờ anh người sắt ở đây đối phó với những con khủng long kia. Bây giờ chúng ta phải đi về thôi. Cho anh người sắt xử lý đi.
Hay quá boy, đi về nhà mau lên. Bạn boy đang thu gom siêu nhân lại để chiến đấu với khủng long nha các bạn. Ở đây có các siêu nhân đã biến hình rồi nữa nè. Còn các siêu nhân chưa biến hình ở đây trên cây là anh người sắt nghe bé bo. Anh người sắt ở dưới là có anh khổng lồ xanh, anh điện quang. Ở trên là anh khung sinh Goku, anh Superman với anh điện quang. Ba anh đã biến hình rồi đó, sẵn sàng chiến đấu luôn nha bé bo. Bây giờ bé bo đem mấy cái siêu nhân chưa biến hình đó, đem vô trong đi, cho mấy siêu nhân ẩn nấu bên trong đi, khi nào cần mới biến hình lên. Bé bò mới mua được mấy đôi giới này nè các bạn, để đi ra ngoài mang vô. Còn cái này là hai cái kẹo, còn cái này mới đã nè, để mở cái này ra cho các bạn coi nha. Rồi yeah, được rồi bé bò. Cái này là cái gì không? Hơi quên á, mở nón rồi cho bé bò cái. Trời rồi đồ khẩu trang cái luôn. Rồi cởi áo qua đi bé bo, tự cởi ứng cởi áo đi bé bo. Còn cái này nè, nó giống cây dù vậy đó nghe, nhưng mà không phải cây dù nghe. Cái này là một cái nón, một cái nón dù để mình đi ra ngoài nắng. Sẽ che này rất là mát cho bé bo, muốn bé bo đi ra ngoài á bé bo sẽ đội này vô nè, đội vô như thế này nè, rồi đứng lên đây. Rồi đứng lên chưa nghe. Đó. mắc cười luôn nha. Ngoài này ngoài nắng mà bé bo không sợ đâu, quá dữ rồi. Bé bo đi đâu đem cái dù này theo nha, đem cái nón dù này theo nha. Áo của bé bo đã không các bạn, áo của bé bo có con này nè. Con này giống cái mặt con cá sấu à, cái đuôi rùa dài xuống luôn. Này bé ba mua ở đâu bây giờ, mới đi chợ về mua hả? Phải không? Rồi đi vô nhà đi cho mát. Bây giờ làm sao đó đi? Khóc hoài nãy giờ làm sao? Bây giờ muốn ăn phải không? Ra đây đứng. Vậy ăn cái gì? Ăn bánh mì phải không? Muốn bánh mì về ăn phải không? Vậy bây giờ bo ở nhà đợi nghe. Vậy chứ không đợi ở nhà sao đi mua bánh mì được. Vậy kêu ai mua? Kêu ai mua bánh mì? Vậy nghỉ ăn phải không rồi ngủ. Mà bây giờ nắng lắm, bây giờ bo không có đi ra ngoài nắng được. Giờ này 12 giờ trưa, mắc đi mua bánh mì ăn. Muốn ăn cái là phải ăn liền à. Nghe, không có đợi chiều được nha. Nó ăn gì giống cô ba hay gì vậy bà? Bánh mì thẳng tiếng đúng không? Một món ăn rất là hấp dẫn. Rồi đi lên trên đây. Wow, đến được không? Bà ăn hết không? Ăn hết này không? Hãy xem đây. Chắc bà ăn hết nổi đâu. Ồ, bự chà bá luôn, sao ăn nổi hết nổi. Cái đó là chà bông đó. Còn ở dưới đây là bánh mì nè. Bánh mì này là bánh mì chà bông nha. Nè các bạn. Đó, lớp chà bông với bánh mì. Rồi, cầm miếng này ăn đi. Béo béo, ngọt ngọt, mặn mặn. Ngon. Mấy bạn ăn nhiều nhiều đi, ăn gì nào no thì cắt lên, không thì chiều ăn tiếp nha. Để ghế cho bé bò cái. Rồi nè, chùi đi, cầm đi, dính chỗ nào chùi vô nha. Chùi tay, dính tay, chùi tay, dính miệng hay chùi miệng. Năm siêu nhân hả? Năm siêu nhân à, đếm lại coi. 1, 2, 3, 4, 5.
Các bạn ơi, biết cái này là cái gì không? Màu xanh là cát nha các bạn. Cát này chúng ta có thể để vô trong mấy cái khuôn này nè, để làm cái hình bé Bo đang để vô cái khuôn gì đó. Một hồi nữa bé Bo sẽ cho ra một cái hình, không biết là hình gì đây. Chúng ta cùng chờ xem nha các bạn ơi. Đây là khuôn hình con cua nha bé Bo. Nè bé Bo sẽ lấy một con nào làm cái khuôn này. Là con này là con sao biển nè. Chị bé Bo chưa làm cái khuôn sao biển không? Còn đây là hình con khuôn con rùa. Đây là khuôn con cua. Rất là nhiều khuôn luôn nha. Bé Bo lấy cái khuôn này đi. Đây là khuôn con sò nè. Nhiều khuôn lắm bé Bo. Một hình đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều hình. Ở đây có rất nhiều robot luôn nha các bạn. Robot này nè, có một cái súng bên tay phải. Bên tay trái là cái gì á? Tay trái là cú đấm. Bé Bo chuẩn bị đi ra ngoài để rửa các siêu nhân. Siêu nhân hôm qua bị dơ rồi. Bé Bo sẽ dùng nước. Ủa? Không có nước mà. Bé Bo để đây làm gì? Ở đó có siêu nhân Ultraman với siêu nhân khổng lồ xanh kìa. Đây là robot màu vàng này. Robot này rất lợi hại nha. Bé Bo đi chơi là sẽ có các robot này đi theo để bảo vệ bé Bo. Nhiều robot lắm nha các bạn ơi. Đây là robot này đang di chuyển để mà tìm chỗ ẩn náu. Xong rồi sẽ bé Bo gặp nguy hiểm là sẽ xuất hiện liền. Trà sữa hả? Bé Bo thèm trà sữa rồi hả? Ơi lấy ăn đi. Nè. Hamiga. Hamiga. Ăn đi. Giờ muốn mua không? Giờ muốn mua trà sữa không? Giờ chở Bo đi mua trà sữa nha. Bé Bo đã có gì rồi? Có ly trà sữa siêu to luôn phải không? Rồi bé Bo uống đi. Để quậy lên cái bé Bo biết quậy không? Hút từ từ như đổ. Đổ rồi. Rồi hút lên. Bé Bo hút lên rất là đã luôn nha các bạn. Hút lên hạt trân châu luôn. Nhai đi, ủa nuốt hạt trân châu luôn hay gì rồi. Bạn Bo múc một hộp trân châu. Nhai. Múc tiếp, có cục nước đá nữa. Để vô coi chừng cục đá nha. đúng rồi. Con cua đâu vậy bé Bo? Ê, đây bò. Dính đừng nha bò. Con cua ông nội mua cho bé Bo hả? Nè, dính cho đó, nó bị kẹp mà nó chỉ buộc cái càng lại rồi nè. Dính lại. Cái càng nó bị buộc lại rồi. Nó đâu có kẹp mình được. Nè, thấy không? Nè, coi nó bò xuống đây cho nó bò chơi. Đi, cho nó bò. Ôi, nó bò nhanh quá vậy. Nó bị buộc cái càng lại rồi là nó không có kẹp mình được. Ê, nó chạy nhanh quá vậy. Nhưng mà nó chạy vô trong kẹt này là mình khó bắt nó ra lắm á nha. Nè. Sợ hả? Ta là con cua đây. Ta là con cua đây. Quẩy. Nó không có kẹp đâu. Giỡn thôi chứ nó không kẹp đâu. Thả xuống đây nè. Rồi đúng rồi, đem vô trong nội. Không, để lên trên đây nè, Bo để lên trên đây đi. Để lên trên đây đi rồi hồi ông nội gánh ông nội làm. Để lên trên đây nè. Siêu nhân Superman rất là lực lưỡng luôn các bạn ơi, cơ bắp cuồn cuộn luôn kìa. Cái tay của Superman là bự bằng cơ thể của bé Bo luôn. Bạn Bo có cái bánh bao hay sao? Ăn bánh bao đi bạn Bo ơi. Bạn Bo đang chạy trốn quái vật thì gặp được một bạn bò này nha các bạn. Bây giờ bạn Bo sẽ chỉ chỗ cho bạn bò chạy trốn. Xong rồi bạn Bo sẽ đi tìm người máy, robot và các siêu anh hùng để tiêu diệt những cái con quái vật lúc nãy. Nhất là con quỷ đầu lo các bạn ơi. Để tiêu diệt được con quỷ đầu lo đó, bảo vệ con vật, bảo vệ bạn bò và tất cả các con vật. Bạn Bo đã tìm được robot. Robot này có một cái khẩu súng nữa, rất là lợi hại. Bạn Bo đang chạy đi báo tin cho các con vật biết, để cho các con vật bớt sợ hãi. Vì đã có robot, một tí xíu nữa siêu anh hùng sẽ đến. Robot này sẽ đứng ở đây để canh chừng. Khi mà quái vật tới là robot sẽ bắn liền.
nhìn thấy một cái trứng nè bơi nè nè, nó lú lú ra nè, đó thấy không? Bây giờ mình nhặt lên từ từ đi, mình coi coi là trứng con gì vậy. Wow, một cái màu đỏ nè, lú cái đuôi ra nữa nè, cái đuôi nè, thấy không, cái đuôi đó đó, bây giờ nhớ lên. Thì ra là con khủng long bảo chúa, khủng long bảo chúa con màu vàng mới nở. Cái này là cái vỏ nữa, cái vỏ trứng nè, đem vỏ trứng này về chơi luôn. Rồi hai con quỷ đầu lo này bị siêu nhân đánh xong rồi dính vô cây cục điện này luôn rồi. Bây giờ bé Bo bắt nó về đi, đem nó về nhốt lại. Đâu là quỷ đầu lo gì vậy? Đây là quỷ đầu bùn cầu, còn con đó, con này ấy, con này là quỷ đầu tivi. Con khủng long ba sừng này hình như đang bị khủng long bạo chúa gượt. Bây giờ bạn Bo chạy về nhà đi, đưa bạn khủng long ba sừng này tìm chỗ trốn luôn. Chứ một hồi nữa khủng long bạo chúa tới nó gượt là bạn Bo chạy không có kịp đâu. Khủng long ba sừng còn chạy kịp chứ bạn Bo là chắc chắn không kịp rồi đó. Bạn Bo như vậy chạy bằng nào sao được con khủng long bạo chúa. Bé Bo chuẩn bị xịt nước cho siêu nhân mát hả? À, cái siêu nhân của chúng ta thôi để qua bên đây nè. Ở đây là mình xịt nước xong cái nước nó xuống gốc cây tưới cây luôn. Để ngoài này xịt là ướt cái ghế á. Rồi để siêu nhân lên đi. Chúng ta sẽ có một cái bình xịt này nè nha. À, bắt đầu chưa? Ồ, ồ, mát mẻ quá. Được chưa, dựng lên. Siêu nhân này là siêu nhân Ultraman. Wow, bóp mạnh lên. Bóp nữa. Người sắc quá mát luôn rồi. Rồi bóp tiếp đi. Bóp vô người khổng lồ xanh đây. Nhắm ngay người khổng lồ xanh. Wow, mát quá, mát quá, mát quá. Rồi tới siêu nhân Ultraman. Rồi bóp vô xuống. Ôi quá dữ luôn, mát mẻ quá. Xong rồi đem siêu nhân ra phơi nắng đi. Đem siêu nhân ra phơi nắng sạch chưa? Còn siêu nhân xanh nữa, siêu nhân xanh này chưa sạch nè. Xịt đi siêu nhân xanh đi cho sạch luôn. Siêu nhân xanh là mấy siêu nhân này hổm gầy đi chơi cát dữ lắm chèn luôn. Xịt mạnh lên, xịt đều hết luôn. Rồi rồi rồi, ok rồi đem ra phơi nắng. Để bình lên đây đi rồi đem mấy siêu nhân ra ngoài đó phơi nắng cho khô. Sạch rồi đó. Rồi đem ra. Đem ra phơi nắng, làm biến hả? Một cái đùi gà dành cho bé Bo nha. Gà này rất là bự luôn, mấy bé Bo ăn hết rồi nè. Rồi nè, bây giờ lấy cái này ra cho bé Bo chấm nha. Cái này không có cay đâu, cái này là tương cà nè. Lấy cái tương cà là không có cay, còn đây là tương ớt cay nha. Rồi, xé ra cho bé Bo. Rồi à, bé Bo chấm đi. Rồi chấm đi, còn cái này là khoai tây nè. Combo của khoai lang chứ, vừa khoai lang mà vừa đùi gà luôn. Ê, có nhiêu tiền? 25 ngàn nha các bạn. Rồi cắn đi. Đây nè, để khai trương cái coi, khai trương cái cho bé Bo. Dạ, cái này là tương cà nó không ơ, nó không cay rồi. Bẻ quá. Đó rồi. Còn chỗ này nè, chậm cắn lên. Đó. Còn có ly chè nữa các bạn ơi, ly chè nữa. Chè là chè đậu đen. Nó bị đỏ tùm lum cho hồi để đá vô rồi mình ăn. Cắn có được gì đâu vậy? Cắn nhiều vô, cắn ở chỗ này nè. Chỗ này nè. Ừ, đúng rồi. Nhiều vô. Oh, wow, dữ dằn nghe. Nó tới rồi, nó tới rồi. Lên, lên. Bé Bo bị con khủng long bạo chúa gượt rồi. Bây giờ đi chơi sẽ cầm cái súng theo, leo lên trên đây. Còn con khủng long bạo chúa kia thì để các siêu anh hùng thu phục. Bây giờ bạn Bo sẽ ở đây ăn cái xúc xích này. Cũng ăn. Cắm vô cái này nè. Ok. Các bạn mau mau đi nha. Rồi đâu, bữa nay bé Bo có cái gì ăn đâu? Cho ông nội coi đây. Ngon quá, ngon quá. Rồi, đây là bánh mì chè bông nha. Còn đây là một cái khúc bắp này bé Bo cạp lõm chõm này các bạn ơi. Cạp ăn không được nhiều chân á.
Rồi đây là một chai gì? Mở cái uống đi bố. Ui có năng lượng nha. Đến bề bề dưới mới có chà bông để lật lại nè. À, ủa không phải, bề nãy là đúng rồi, bề nãy là chà bông á. Chà bông nó bị vô đây nè, nó nằm kẹt nè. Rồi uống đi, uống đi, uống sữa thử coi. Sữa đó là sữa gì vậy bé bo? Còn nhiều lắm á. Đây biết mở không? Nách mình chặn hơi cứng bé bo, mở không được rồi. Ây da. Đó. Rồi uống vô một cái một hơi ngon luôn. Wow. Ê, đổ, 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 đổ. Rồi năng lượng tràn đầy luôn rồi nha. Rồi ăn hết cái bánh này luôn không? Chắc bé bo ăn được nửa cái à. Bé bo lấy chà bông ăn không à. Ngon nha, ngon nha. Còn cái bắp này thì sao? Đây là mấy sản phẩm mà bé bo làm nè các bạn ơi. Con cua, con sâu biển, con bạch tuộc, con bên kia là cái này là cái nhà, con rùa. Wow. Hôm nay bạn bao có cái gì vậy? Đổ ra coi. Wow. Là cái gì? Wow. Là một bịch đậu phộng nha. Mấy cái này là mấy cái mì ly nè. Dựng lên coi được mấy ly. 1, 2, 3, 4. Vô. Vô. Đây á, 9 ly luôn, quá dữ. 9 ly mì luôn. Đổ vô tay mấy hộp đi. 4-5 hộp gì đó, đừng nhiều quá nha, ăn không hết nha. Rồi được rồi, được rồi, ok luôn. Nè, ăn thử một hộp trước đi. Mềm hay cứng? Đẹp. Cứng hả? Ăn một lần 2, 4, 6, 7 hộp luôn. Bây giờ bé bo chọn ra một cái gì đó để đối phó với con khủng long đi. Đó là bàn bì da không có đánh được đâu. Phải tìm cây cung hay là cây súng gì đó mới bắn con khủng long được. Bé bo chọn đi. Bé bo chọn cây súng nào. Nhiều cây súng lắm nè. Bạn cún này, ở chỗ này trốn đi, đừng có đi ra ngoài. Con khủng long nó bự như vậy mà còn dám sủa nữa. Nó phập một cái là banh luôn. Lẫn trốn đây đợi siêu nhân giúp đỡ nha. Là một con dế ở đâu mà nó chạy lạc vô trong nhà này vậy? Nè, bạn bo nhắm mắt nó không? Quá, nhảy lên tay luôn rồi. Bạn bo sợ con dế lắm các bạn ơi. Thôi cho nó đi đi, rồi mình đi vô nè. Mình đi vô, mình khui hàng nè. Có hai cây súng nè, bạn bo chọn cây nào? Bạn bo chọn cây nào? Cây này phải không? Wow, cây này viên đạn của nó bự chà bá lửa luôn nè. Đây là cái súng bắp chuối. Đây, mở ra cho bạn bo nha. Cây súng này là bạn bo có gọt, cái súng này là súng chưa bạn bo chưa có nè. Đó. Mình sẽ chọn cây súng bắp chuối các bạn ơi. Bạn bo bắn nha. Bạn bo bắn cho nó dính vô đây coi bạn bo. Chạy ngươi con bo, gành quá ta ơi. Đảm bảo quá luôn. Để mình thử quy lực của súng bắp chuối này nha các bạn. Ôi súng bắp chuối này bắn sao đây. À cái này là cái đầu ngắm nè. Cái đầu ngắm mình gắn lên trên để mình nhắm nha các bạn. Cái đầu ngắm này sẽ gắn lên trên chỗ nào đây. À đây vô. Vô khớp rồi nè các bạn ơi nè. Đó bắt đầu mình sẽ ngắm vô trong đây nha. Rồi cái đầu bắp chuối này nè. Gậy vô đây. Wow. Quy lực chưa. Hãy thử sức mạnh này các bạn ơi. Súng này bắn là phải giác lên vậy nè. Wow. Rồi một bọc lúc chuối nữa nè. Bạn bay gắn vô đi. Đè mạnh vô nữa. Mạnh vô nữa. Đè mạnh vô. Cầm đây nè. Cái tay này cầm dưới đây nè. Rồi tay này đè vô. Đè vô nữa. Nó vậy mới được đó. Rồi bạn thử quy lực đi.
Còn một cây chuối nữa. Còn cái nữa bạn Bo thử quy lực thêm cái nữa coi. Bạn Bo bắn vô đây nè. Bạn Bo bắn giờ bạn Bo bắn vô trong cái đó đi. Chưa gài vô nó gài gì nè mới được nè. Rồi thôi giờ bạn Bo bắn vô trúng vô cái bông này không? Bắn trúng này nè nha. Chúng kỹ đi à, cao chút xíu chứ. Bắn đi. Chiến thắng bắn trúng cái bông này sẽ cho bạn Bo đi ra ngoài bắn khủng long. Quá đỉnh luôn. Bạn Bo giờ là đi bắn khủng long được rồi đó nha. Bé Bo đi đẳng đi. Để đẳng chuẩn bị bắn đi. Ừ. Bé Bo kìa. Sẵn sàng chưa bé Bo? Rồi ok. Nhắm siêu nhanh nha. Wow. Ok, tiếp tục. Rồi tới siêu nhân đỏ. Di chuyển camera. Quay gần quay xa. Rồi. Ồ, lên là sẵn sàng rồi đó. Yeah. Quá đỉnh luôn mọi người. Bạn Bo vừa bắn mà vừa ngậm cái bình sữa đây các bạn ơi. Chính là mấy con khủng long này phải được tiêu diệt được mấy con khủng long này nha. Đó, hai khủng long nó đang ngậm gì đây rồi. Bạn Bo nhắm chuẩn bị sẵn sàng chưa? Vẫn ngậm bình sữa luôn hả? Chưa nha. Rồi ok. Yeah. Hai con khủng long này đã bị tiêu diệt. Rồi có cái gì đâu, đồ của mấy Bo quá chèn tùm lum luôn rồi, lửa siêu nhân ra đi. Siêu nhân bị lộn vô trong đây hết rồi nè. Nè siêu nhân nè. À, còn cái chân không à. Rồi để vô, để siêu nhân vô đi. Hộp siêu nhân lại à. Còn siêu nhân nữa không? Cái này cái kiếm, tìm siêu nhân á, tìm siêu nhân á. Siêu nhân đâu, ừ đúng rồi. À, đó có một ba siêu nhân luôn, rồi gom vô đây luôn, gom siêu nhân vô đây. Wow. Siêu nhân này còn cái chân không à. Tìm cái mình của siêu nhân gáp vô đi. Biết cái mình ở đâu không? À? Mình cứ thử cái súng này cái nãy giờ mình chưa thử các bạn ơi. Một viên nữa, đâu rồi? Súng này có 3 viên lại. Súng này bắn bắt thoát bắt trúng luôn chạy. Một viên nữa nha. Để hại không? Lại xíu đi. Chết mồ rồi. Viên này quá không trúng. Bây giờ làm lại. Làm lại cái này coi. Ôi không được rồi bạn ơi. Ôi quá. Cái này nhất định phải trúng. Ba viên luôn rồi. Rồi tới bạn Bo phải không? Rồi qua gỡ ra đi, qua bắn thêm cái nữa coi. Gỡ gì kỳ, gỡ gì mà nó dính vô ba cái này luôn rồi. Mấy cái núm này là mấy cái núm dính nè các bạn. Wow, quá đỉnh, quá đỉnh. Tiếp tục đi bạn ơi. Wow, làm cái này coi, quá đỉnh luôn. Wow, number one. Chạy, nhanh lên, đi tìm siêu thùng, đừng có quay lại, chạy đi, chạy nhanh lên, đừng có quay lại, nhanh. Đừng có khóc nữa, có anh Goku đây rồi, anh ta sẽ tìm siêu nhân
Hãy đối phó, đừng có khóc nữa Bebo. Giúp đỡ đi anh siêu nhân ơi. Anh Người Sắt, anh Superman và anh Điện Quang, chúng ta cùng nhau hợp sức lại giúp đỡ bạn Bo đi. Bạn Bo bị quái vật ngược, bây giờ đang khóc lóc kìa. Bốn siêu nhân chúng ta hợp sức lại thì những con quái vật kia nó không thể chống cự nổi đâu. Anh em ra tay đi. Sợ không? Sợ thì chạy đi, đứng đó làm chi? Chạy nhanh lên. Cái hộp kẹo của bạn Bo đâu rồi? Con Hoodie kia đã đánh cắp hộp kẹo của bạn Bo. Yeah! Bạn Bo đã hạ gục được Hoodie rồi. Bạn Bo đã lấy được hộp kẹo của mình. Nè, con Hoodie này dám lấy kẹo của bạn Bo hả? Ê, đừng có đổ ra. Đổ chỗ này bị dơ đó. Lấy ra vài cục thôi. Ăn cục nào? Bạn Bo ăn cục nào thì lấy ra. Ăn cục nào trước? Nè, nguyên hộp kẹo như thế này mà bạn Bo chỉ thích ăn hamburger đó. Mở ra đi bạn Bo. Biết mở ra không? À. Rồi. Hãy mình ra. Ai ăn? Ai ăn? Bò ăn hả? Ai ăn nó đi, ai ăn? Bò. Nó lên hình. Bò. Hồi tối giờ bạn Bo ăn mấy cục rồi? Một đâu, ăn 3, 4 cục, 5 cục luôn rồi. Đùa bạn Bo dài nè. Đó là con Hoodie chuối kìa bạn Bo. Nó đến đây để giải cứu cho con Hoodie lúc nãy. Con Hoodie nhỏ nhỏ chúng ta mới bắn đó. Con Hoodie đó, nó tấn công tới đây. Đó là một con Hoodie chúa. Bạn Bo phải cẩn thận nha. Từ từ nha. Từ từ chúng ta phải đi phía sau nó mới bắn nó được. Đứng trước mặt nó, nó phát hiện đánh chúng ta chạy không kịp luôn đó. Đi qua đây coi chừng ổng kiến lửa đó. Đi qua đây núp nè. Vô trong đây nè, vô trong đây nè. Núp ở chỗ này đi. Khi nào mà nó không chú ý chúng ta lại gần chúng ta bắn nó nha. Hả? Bắn hụt quá bạn Bo. Lùm như nãy đó, chạy đi, chạy đi. Chạy trốn đi, chạy về nhà đi. Chạy đi về, tìm siêu anh hùng. Chứ chúng ta không thể đối phó được với nó đâu. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Bị gì á, đi qua đây, qua đây. Nhanh. Không xong rồi bạn Bo ơi, bọn chúng quá đông. Hai con Hoodie với thêm hai con Sirenhead nữa. Bây giờ phải đi vào nhà trốn thôi. Để siêu anh hùng xuất hiện thì chúng ta mới có thể đối đầu với nó được. Trốn ở trong đây, đừng có lên tiếng. Con quái vật nó không phát hiện đâu. Mình đang núp ở trong đây, kín lắm. Bây giờ ở đây im lặng, đợi cho quái vật đi qua rồi chúng ta sẽ tìm siêu nhân. Bạn Bo đi tìm siêu anh hùng, phóng to lên. Đi, từ từ bạn Bo. Đây là siêu anh hùng Người Sắt, ý lộn, siêu anh hùng khổng lồ xanh và Người Nhện. Rồi, bạn Bo đem ra ngoài cho hai siêu anh hùng phóng to đi. Ở ngoài kia, anh siêu nhân Nhện và anh khổng lồ xanh đang đi ngăn cản các con vật đó rồi. Các con quái vậy đó đó, nó không có vô tới đây đâu. Bây giờ đói bụng không? Bây giờ đi kiếm cái gì cho bạn Bo ăn nha. Đây là chả giò nè, mình sẽ chiên nha các bạn. Chiên xong rồi nó sẽ giòn ăn. Chứ bây giờ là mình mới mua ở siêu thị về, mua ở Tết Tết Xanh về á, là nó còn lạnh, nó mềm, nó chưa chín, mình phải chiên mình ăn được. Bây giờ ở đây có rất là nhiều luôn nha. Bây giờ bạn Bo đợi chút xíu nha, chiên cái này xong rồi mình ăn. Ok. Oh
Thôi cầm ly này đi, rót cho bạn Ba một miếng Coca-Cola, uống cho nó mát nha. Bạn Ba nãy giờ bị mấy con quái gạt ngược, chạy mệt quá, mồ hôi kìa, mồ hôi ướt hết trơn nè. Đó, uống cái vô đi cho nó mát mẻ nha. Được không? Cho uống miếng với coi. Sướng. Coca-Cola quá đã. Rồi, chả giò chắc là đi vô coi chả giò chín chưa. Đi, đi vô đây nè. Mới được có 2 miếng nè bạn Bo ơi. Từ từ để nhiều vô đi cho nó mau chín. Để đứt lâu lắm, đó, để vô nè. Dầu này hình như để hơi ít rồi đó, nhưng mà kệ đi. Rồi, đi vô ngoài mình đợi chút xíu đó nó chín rồi mình ăn. Bạn Bo làm gì vậy? Mấy cái gỗ đâu có che được đâu, đâu có trốn được khủng long với quái vật đâu mà đội lên trên như vậy vậy. Cái gỗ để gao để cá đó không có sạch đâu, để mấy gỗ ra ngoài máng đi. Nữa, mấy cái gỗ này nè, coi nè, dính đây nè. Để gao để cá nó dính vàng vàng trên nè, mà bạn Bo đeo đội như vậy sao mà được. Đem đi, gom lại, rồi đem ra ngoài đi. Cái này vàng quá, có chỗ bị đen luôn nè bạn Bo ơi. Rút kinh nghiệm lần sau mình phải chiên vừa vừa thôi, đừng có cho nó vàng quá, đen quá, ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Nóng lắm bạn ơi. Ủa, nóng quá rồi sao bây giờ, sao mà ăn. Ráng ăn miếng coi. Nóng ghê lắm. Xé vô ông Bo vỏ à. Ngon thấu luôn. Cái này nè, à, vô một miếng coi. Thèm lắm mà phải không? Để thổi cho bạn Bo miếng này nha. Miếng này nè. Rồi chấm với tương ớt không? Thổi hả? Còn nóng đó, còn nóng đó nha. Từ từ nha. Ừ. Thổi đi. Ok phải không? Ngon không? Ngon không? Nhai dữ vậy. Ngon không? Anh người nhận. Bạn Bo ơi, anh người nhận bị quái vật đánh bại, bây giờ quay trở về đây rồi. Bây giờ mình phải tìm thêm siêu anh hùng trợ giúp thôi. Anh người nhận, anh người nhận tìm chỗ ăn náo đi, em sẽ tìm thêm anh người sắt, anh Tiện Quen, anh Mario. Là anh xanh Goku. À bé Bo, bé Bo tìm được anh siêu nhân xanh nữa đó hả? Hay quá. Anh siêu nhân xanh, anh siêu nhân xanh cái mặt bị sao, cái đầu bị sao mà bị thương rồi. Bị thương rồi không có chiến đấu được đâu. Cho anh siêu nhân xanh nghỉ ngơi đi. Dẫn anh Goku đi tiêu diệt mấy con quái vật kia. Cho anh người nhện nghỉ ngơi. Đây là sinh vật gì vậy bé Bo? Bé Bo có sợ không? Sợ không? Sợ thì chạy đi, đứng đó làm chi? Chạy nhanh lên. Hay quá, anh người sắt đã đến rồi. Anh người sắt đi vào trong thu phục con quái vật kia đi. Bạn Bo, giờ này mà còn đi tưới cây nữa hả? Dẫn anh người sắt vô kìa. Anh người sắt, thì ra là bạn Bo đang tắm cho anh người nhện. Anh người sắt vô chổng thu phục quái vật kia đi. Cho em với bạn Bo đi ngoài này trốn nha. À, con khủng long này, ba siêu nhân này đang nghỉ ngơi, đang bị thương mà khủng long này dám lại tấn công hả? Bé Bo bắn khủng long cho nó té luôn. Xịt nó đi, bơm mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, nhanh lên. Rồi được, đủ rồi đó, đủ hơi rồi đó. Bắn khủng long một cái là nó té luôn nè. Bắn mạnh lên, dặn cái này lại, dặn cái này lại. Rồi bắn. À ha ha, yeah. Khủng long này dám kiếm chuyện với siêu nhân hả? Rồi đó, cho ba siêu nhân ở đây nghỉ ngơi được rồi đó. Đem khủng long đi nhốt luôn. Bạn Bo lấy ra coi coi, bạn Bo đi chợ mua được cái gì nè. Ây da, lột cái nón ra cái đã. Có món mà bạn Bo rất thích. Bạn Bo chỉ mong được có cái món đó thôi. Đây. Rồi. Rồi, đi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây mở ra nha. Món cuối với Bo là món nào?
Đâu? À, đây là một bịch kẹo. Một bịch kẹo hình cái bánh hamburger. Nè con, còn có muốn món nào nữa không? Cái này là dao cạo râu. Cái cạo râu này là không có bo, không có râu đâu mà cạo. Nè, với chai này nữa nè. Rồi đó, cô bo hai cái này đó, ôm vô đi. Bây giờ mở cho bạn bo ăn cái này trước một cái nha. Không, ở trong đây còn nhiều cái món ngon lắm mà bạn bo chưa có biết đâu. Được mấy bịch? Được mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cái. Một cái đầu tiên. Cái dành cho bé bo. Thanh thanh thanh. Nè các bạn, hình cái bánh. Hình cái bánh có 3 lớp. Rồi, ăn đi. Bé bo ăn đi. Trời ơi, đã quá. Nè, ở trong đây còn nữa nè. Còn mấy món dữ dữ luôn mà. Cái này là trứng. Cái này bé bo chưa có ăn được đâu. Cái này cũng là trứng luôn. Còn cái này là cái ức của con gà để mình làm cái món gọi là món gà kho. Sao? Gà kho xả. Cái này nhiều lắm bạn bò ơi. Đó, bao nhiêu đây là của con bò nè. Đó, bò gom vô đi. Xong rồi lấy cái hộp để vô nha. Hôm nay bạn bò đem gạo ra đây để xây cơm ống nha các bạn. Một ký gạo người ta chỉ thu 40k thôi. Chúng ta cùng xem một ký gạo sẽ ra được bao nhiêu cốm ống. Cái này chắc ăn 3 ngày luôn. Ăn 1 tuần luôn. 1 tuần luôn bơi. Đúng cái ông bơi. Còn 1/4 cái bột này thôi. Con khủng long này nó định ăn thịt con vịt luôn kìa. Bạn bo, đúng rồi, xử lý nó đi. Bắn khủng long, hai con khủng long đi. Yeah nè, bắn thêm một cái nữa. Không còn... rồi nè. Các bạn ơi, con khủng long bị tiêu diệt rồi. Ở đây, nguyên bầy vịt luôn nè. Mấy con này là con vịt con, dẫn tới đây là một con vịt mẹ. Một con vịt bự nhất. Vậy nè. Ok. Bây giờ bạn bo đưa cái xuống đây. Rồi bạn bo lấy cái gỗ. À, con khủng long này nó dám đứng dậy nơi kìa bạn bôi. Căn này phải cho mày ba đi luôn. Bắt nó vô luôn. Rồi thôi nè bạn bo, lụm mấy bạn vịt này đem về nhà đi. Wow, nhiều quá. Wow, để vô cho vô luôn. Wow, mấy con bạn bo, cái này chắc cỡ mười mấy con luôn á. Mấy con vịt này là nhỏ nhỏ ha, tới đằng kia bắt đầu nó sẽ bự lên từ từ. Con vịt này chắc là con vịt chị hai nè, con vịt chị cả nè, vịt này vịt mẹ nè, vịt này vịt hàng xóm, vịt này là vịt chúa có chiếc xe luôn. Wow, bao nhiêu ơi, nhiều quá. Rồi bây giờ đem về nhà thôi bạn bo ơi. Là con khủng long bạo chúa siêu to kìa bạn bo, chạy nhanh lên. Con khủng long đó nó đi qua đi lại không thấy thì nó sẽ đi lại chỗ khác. Các bạn ơi, mình với bạn bo đã chạy được về nhà rồi. Bây giờ đang ở trong phòng. Mà bây giờ trời đã tối, chắc là phải ngủ. Rồi sáng hôm sau đi tìm siêu nhân giúp đỡ. Bạn bo ơi, bạn bo có cái súng nữa hả? Ôi, mồ hôi ra ướt trơn rồi. Bạn bo lấy giùm cái khăn coi. Kìa, lấy khăn lên mặt á. Ủa, cái này là cái tả mà. Cái này là cái tả, không phải cái khăn. Lấy cái khăn đi. Dám, dám vụ gì đó. Bây giờ không có khăn gì thôi, lấy siêu nhân với lấy cái súng ở đây đi, để gần gần cho mình nè, để mình ngủ có gì mình siêu nhân đứng ở đây canh cho mình. Như một con gấu luôn nè các bạn, bự lắm, có thể tắn được đó. Tắn lên đi, rồi cây súng mình sẽ để đây nha. Thay súng để đi. Cái miếng tả này mà nãy dám dụ tôi là cái khăn. Dám dụ tôi nha. Rồi ngủ mau lên.
Sao rồi, bây giờ bạn Bo lấy mấy con này nè, lấy mấy con vịt nè, lấy siêu nhân lại đặng cho sắp theo thứ tự đi. Rồi mình sẽ đi ra ngoài, mình sẽ đi ra ngoài mình tìm siêu anh hùng. Sắp lại đây. Sắp cho theo thứ tự nha. Dịch thì nằm bên dịch. Bạn Bo sắp theo thứ tự chưa? Gọn gàng chưa? Wow, bạn Bo sắp mấy cái món này lại theo thứ tự hết này các bạn ơi. Ở phía ngoài cùng này là các siêu anh hùng, đứng bên trong này là không cho khủng long vào tấn công những con vịt. Những con vịt nhỏ thì xếp trong cùng. À, còn đây là những con khủng long này đã bị thu phục rồi, nó sẽ không có dám ăn thịt động vật nữa đâu nha các bạn. Còn bìa bên đây là hai người khổng lồ xanh. Đây là con này là hôm trước siêu nhân tặng cho bé Bo. Siêu nhân khó kiếm lắm, không biết bây giờ kiếm ở đâu nữa bạn Bo ơi. Bạn Bo nhìn thấy cái gì vậy? Từ từ đừng quá. À, đi đường này nè, đúng không? À, bạn Bo nhìn thấy một con chó. Con chó đang đi kiếm ăn đó bạn Bo ơi, đừng có đuổi theo nó. Hồi nữa con chó nó có lại, bạn Bo cho nó ăn một miếng bánh mì này nha. Bây giờ bạn Bo muốn cho nó ăn nữa không? Không biết cho ăn là nó quạo đó. Nè, lấy từ từ thôi nha. Đứng từ xa dục cho nó. Kìa, nó ăn này kìa. Rồi, nó chịu ăn nè. Tại nó đang có con đó, thấy không? Nó đang có con vú cân sữa luôn á. Mình mà lại gần quá nó hết hồn mà nó cắn mình ở đây đương miếng nữa. Ôi, cái chị này nhảy múa ở đây. Chị này có nhìn thấy siêu nhân người sắt không? Em với bạn Bo đang tìm siêu anh hùng người sắt để trừ khử con khủng long độc ác kia. Có anh Naruto ở đây bảo vệ ngôi nhà của chúng ta rồi bạn Bo ơi. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài tìm người sắt. Đúng rồi, cho anh Naruto ở đây đi. Ngay phía trên đầu bạn Bo có một cái cá đó. Đây nè. Đó, cái tay nè, nhìn hướng cái tay nè. Hướng cái tay nè. Thấy chưa? Nhìn thẳng cái tay nè. Bên kia, nói chung nhìn bên kia đi, thấy cái nào thì bẻ cái đó đi. Thấy chưa? Chín nha, chín mới được nha. Chơi chín á. Nhóc chơi chín cho luôn mà bạn Bo không thấy chè. Mau đi, đi tìm siêu nhân nữa nè, chứ chết đó chứ sống đó. Bạn Bo mệt quá, bây giờ bạn Bo về nhà nghỉ rồi. Chỉ còn một mình đi tìm siêu anh hùng nha các bạn. Siêu anh hùng người sắt khó tìm quá. Các bạn ơi, đây là con khủng long mèo nha. Khủng long này là nó sợ khủng long bảo chúa lắm. Khủng long này nó chỉ ăn cỏ thôi. Nó gặp khủng long bảo chúa là nó chạy liền. Siêu nhân người sắt mà không xuất hiện sớm là khả năng con khủng long mèo này sẽ trở thành món ngon cho con khủng long bảo chúa luôn đó các bạn. Ở đằng kia hình như là một bạn cún. Mình sẽ lại đặng hỏi bạn ấy có gặp siêu nhân hay không. Bạn cún này chắc là già dữ lắm rồi các bạn ơi. Râu dài mà bạc hết trơn rồi. Bạn cún ơi, bạn có nhìn thấy anh siêu nhân người sắt ở đâu không? Bạn không gặp, nhưng mà bây giờ bạn tìm chỗ trốn đi. Ở đây có khủng long bảo chúa. Hành tung của anh người sắt thật là khó đoán các bạn ơi. Bây giờ cứ việc đi hên xui thôi các bạn ơi. Hình như anh Superman vừa mới bay qua các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua đó xem có phải là anh Superman hay không. Đúng rồi các bạn ơi, anh Superman đi chiếc mô tô quá đẹp. Hello anh siêu nhân, anh ở đây đang làm gì vậy? Anh có gặp anh người sắt không? Em tìm anh người sắt từ sáng tới giờ mà không thấy anh Superman ơi. Ta không thấy anh Tài ơi, nhưng có chuyện gì anh Tài cứ nói xem ta có thể giúp được không. Con khủng long nó xuất hiện ngược em với bé Bo và các con vật. Em tìm anh người sắt để thu phục nó. Ta sẽ giúp anh Tài ngăn cản bước tiến của nó. Anh Tài hãy đi tìm anh người sắt. Bây giờ lại tiếp tục hành trình không có định hướng nha các bạn. Quá là bất ngờ luôn các bạn ơi. Anh người sắt từ đâu xuất hiện, ra một chiêu là lụm con khủng long luôn rồi. Hay quá anh người sắt ơi, em đang tìm anh để đối phó với con khủng long đó, nhưng mà không ngờ anh đã xử nó trước khi gặp em luôn rồi. Cảm ơn anh người sắt rất nhiều. Bây giờ em về với bé Bo đây. Đây là kẹo hình Doraemon nha các bạn. Wow. Kẹo nhiều màu. Ê, chưa bạn ơi, từ đứng nghiêm, đi lên nghiêm. Màu vàng, màu xanh, màu thơm, màu cam. Bên trong là sô-cô-la nha. Bạn Bo ăn lần được viên không? Ăn hết xong mới để thêm viên nữa. Kéo lên, bấm nút này nè, bấm vô, bấm mạnh, bấm vô, rồi vô.
rồi kéo cửa lại. Đúng rồi. Ok. Các bạn ơi, hôm nay là ngày cuối tuần, bạn Bo sẽ đi công viên chơi nha các bạn. Bạn Bo sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Chiếc xe điện này mạnh thì các bạn ơi, chở được một người lớn và thêm bé Bo ngồi phía sau nữa. Bây giờ bé Bo chuyển ra phía trước rồi nè, bé Bo đang quan sát xung quanh. Xe này là cái bánh sao nó đảo à, bánh sao nó lạng lạng tới lăn lui được luôn nè. Bò dám thách thức mình các bạn ơi, dám thách thức mình kêu mình lấy chiếc xe này chạy đua với mấy bò. Đứng đây, đứng đây. Rồi rồi, bắt đầu lên ga đi, lên ga đi. Lên ga lái nha, lái. Rồi lái, lái. Lái. Lái buông lái. 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 Ơi, buông tay ra, lái lái đi, tự lái đi, lái ra ngoài đây. Ơi. Lái ra ngoài đây nè, đừng có xích vô trong đâu quá. Nghĩ lên ga đi, tay bớt ga, bớt ga. Rồi, 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 dừng, dừng. Bớt đắng, bớt đắng, bớt đắng, bớt đắng, bớt đắng. Thế là mình gượng theo chú đó luôn. Chú đó cũng chở một em bé nữa, mình sẽ gượng theo. Qua mặt luôn. Qua mặt luôn rồi. Chạy từ từ. Lạng lạng gì đó. Chạy từ từ. Chạy, chạy, chạy đi. Rồi đi nè, đi, đi ăn nè, đi ăn nè. Bạn Bo ơi, đó là con khủng long, nó đang định tấn công con chó kìa. Bây giờ bạn Bo đi tìm siêu anh hùng, giải cứu con chó đi. Đi ngay đây. Anh Ngư Sắc và anh Goku, hai anh hợp tác lại, chiến đấu với con khủng long kia, giải cứu bạn cuốn con đi. Bạn Bo làm gì bạn Bo? Bạn Bo nhờ được anh Ngư Sắc với anh Goku rồi mà giờ bạn Bo làm gì bạn Bo? Cái mặt bạn Bo buồn quá ra nước lên coi. Bây giờ nè, đã có hai siêu nhân đi thu phục con khủng long kia rồi, bạn Bo cầm cái này đi, uống hết bình sữa xong rồi đi chơi tiếp. Nha. Chừng nào mà bạn Bo gặp thêm mà cái xấu á là bạn Bo sẽ đi báo với siêu nhân nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay bạn Bo có cái này nè, cái súng này không phải là cái súng bình thường đâu nha. Nè các bạn coi đi. Ta ta ta. Là hai chiếc máy bay nha. Cây súng này nó sẽ bắn chiếc máy bay này bay lên cao chứ không phải bắn cả đạn đâu nha. Và bây giờ mình sẽ cho chiếc máy bay lên trên đây. Bạn Bo đưa một chiếc máy bay đi. Mình sẽ gài ở trong đây nè các bạn. Đây. Đây lên đạn rồi nè. Ha, mình bóp còi một cái là chiếc máy bay nó sẽ phóng lên cao. Đi ra đây nè bạn Bo ơi. Được không? Lên. Rồi thêm một chiếc nữa. Cao nè, phóng lên cao nè. Đúng rồi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Bắn đi. Rồi bay đã mất tiêu rồi. Chấm đi bạn Bo. Chấm này nè bạn Bo, chấm bên màu vàng này là cay, màu này màu hơi đậm đậm là không cay nè. Cái này không cay, cái này không cay nè. Ê, này không cay nè. Ừ. Đúng rồi đó. Rồi, thử coi. Thử coi, không cay đâu. Không có cay. Đó là tương cà.
còn màu vàng bên kia là tương ớt. Đó. Bữa nay bạn Bo có nhiều món quá. Làm cái đùi gà này. Giòn. Giòn giòn. Đã. Đang nói bụng. Bạn Bo đang nói bụng lắm phải không? Dòng phía bên ngoài là một lớp. Lớp này là lớp gì không biết luôn các bạn, nhưng mà ngon, giòn lắm. Ăn gà không bạn Bo? Ăn hết cái đó đi rồi chuyển qua đùi gà nha. Hồi nãy là mua combo rồi các bạn ơi. Rửa chùi như vậy, dính như áo vậy. Chàng ơi, làm hết cái đùi gà đi cho bé Bo có cơ bắp lên luôn. Bây giờ ai ăn? Ai ăn? Ăn nhanh lên mới được. Bé Bo không ăn rồi mình sẽ ăn. Ngon ha. Bé Bo lột ra với các bạn ơi, bé Bo không có cạp. Tại vì ở phía trước của bé Bo có 4 cái gân phía trước. Nó bị xong rồi. Cho nên khó cạp lắm. Đâu, bé Bo nhằn ngay coi. Ngon không Bo? Ngon không? Thấy ăn gì là biết ngon rồi hết Bo. Chắc cái bạn mà cầm cái máy quay á là rất là thèm rồi đó bạn Bo. Cho ăn miếng rồi Bo. Cho bạn mẹ ăn miếng rồi. Bữa nay bạn Bo đi công viên chơi rồi đem cái này theo để cái gì trong đây vậy bạn Bo? Cái gì vậy, mở ra cho coi với coi. Đây mở tiếp cho. Chàng ơi, đem nguyên một chiếc xe khủng long luôn nè các bạn ơi, nè cái đầu khủng long nè. À đây là chiếc xe này, là chiếc xe múc cát hả? Chiếc xe xúc đất. À nè, cái này để xúc nè. Nhưng mà ở đây đâu có cát, đâu có đất đâu mà xúc. Nè, nó này kéo lên cái xuống nó xúc vậy nè. À bên kia mới có cát nè, ví dụ như là trong đây nè, móc lên đây nè. Múc lên đây. Bẻ này nè, mình cho bộ đây là đá đi nha. Nó xúc lên. Xong cái nó chuyển qua bên đây. Này. Cái này đổ xuống. Đó, cái nó xoay qua. Múc tiếp. Xay lại đổ xuống vậy đó. Ở đây có cát rồi, bây giờ bạn Bo sẽ múc thử nha. Đây nè, chỉ cho bạn Bo nè. Nè, ví dụ như là đống cát ở đây phải không, múc đổ qua bên đây nè. Đó, đổ qua đây. Đổ thành một đống luôn. Đó, chưa từ từ bạn Bo múc chạy thêm bến đi. Rồi quay sát chiếc xe thôi. Nè, chưa nè. Để múc cho bạn Bo coi một đống cát luôn nè nha. Đổ nè, qua múc nè. Công đó Bo. Cái cuốc này chạy bằng cơm. Mình ăn vô xong mình mới cuốc nổi chứ ta tự làm không được. Cái súng nè. Cầm cái súng ra bắn đi. Đi. Bạn Bo đang chiến đấu rất ác liệt với khủng long. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cái mô hình này để tặng cho bạn Bo nha các bạn. Nhìn thấy cái chùm tóc này giống nhân vật gì chưa các bạn? Bây giờ mình sẽ xé ra cho dễ nhìn nha. Ê, rớt cái gì rồi? Đây là bộ phận này, là bộ phận chính nè. Nguyên một cơ thể có chân luôn rồi nè. Bây giờ mình sẽ gắn cái bộ tóc này vào. Rồi, nhìn bộ tóc này là biết ai rồi. Tiếp tục, mình sẽ gắn cái tay. Ok luôn các bạn ơi, bây giờ siêu anh hùng của chúng ta đã đứng được rồi. Nhưng mà còn ba bộ phận này nè các bạn ơi. Đây, một cái này, một cái này, với một cái này nữa. Ba bộ phận này mình không biết lắp vào đâu. Bây giờ mình phải lên trên mạng mình coi mới được các bạn ơi. Coi xong rồi mới thấy đơn giản các bạn ơi. Hai bộ phận là lắp vào hai cái tay, còn một cái tay kia là người ta đóng gói dư thôi các bạn ơi. Đây là bộ phận dư, nhưng mà mình cũng không có bỏ nha. Mình sẽ đem về nhà, biết đâu mai mốt bị mắc ở đây thì mình sẽ lấy cái này mình thế vô. Hai bộ phận này đơn giản hồi nãy mà cũng không nghĩ ra luôn các bạn. Đây, vô đây một bên, và cái này một bên. Cái này máng lên thôi, nó không có chắc lắm các bạn ơi. Cái này mà mình di chuyển là nó sẽ bị gớt á. Nhưng mà mình để một chỗ á thì không sao. Siêu anh hùng của chúng ta đã hoàn thành rồi nha các bạn ơi.
Bây giờ mình sẽ đem siêu anh hùng này về nhà. Tình hình của quan Bo không biết như thế nào rồi. Bây giờ mình phải di chuyển qua chỗ của quan Bo nha các bạn. Ở đây có cái cây này, gai quá chèn luôn các bạn ơi. Cây này là cây mai dương nè các bạn. Gai của nó nè, gai này của nó đâm vào một cái là lủng da luôn á. Gặp cái cây này đừng có lại gần, giỡn giỡn mà té vô một cái là thôi rồi luôn, xăm mình với mấy cái gai này luôn. Con khủng long nó đang chặn đường mình các bạn ơi. Chui qua nó luôn. Các bạn ơi, khủng long đó nó ngang nhiên ra đường chặn đường mấy chiếc xe lại luôn. Bây giờ phải tìm bạn Bo để xử lý con khủng long đó nha các bạn. Khi một con khủng long siêu to nó đứng chặn đường luôn rồi. Bây giờ mình không thể đi qua được, mình phải đi bộ mới qua được các bạn ơi. Mình bỏ xe đó luôn, mình phải đi lòn lòn qua đường này tìm bạn Bo mới được. Ở đây trong khu này là nhiều cây lắm nè, vô đây trốn dễ lắm nè các bạn. Bây giờ mình sẽ núp trong đây đợi bạn Bo thu phục được khủng long thì mình mới xuất hiện nha các bạn. Trong lúc đợi bạn Bo thu phục khủng long, mình sẽ lắp ráp thêm một mô hình này nữa. Mô hình này có rất là nhiều chi tiết nha các bạn, thật là bó tay luôn rồi các bạn ơi. Hồi nãy giờ mình mò mà chưa có ra được nữa, tại vì nó nhiều chi tiết quá, lắp thế nào nó cũng dư hết. Sau một hồi mò mẫm thì mình chốt ra được đó là hai cơ thể, nhưng mà không biết đúng hay sai. Bây giờ mình thử đi. Mình chốt như vậy là bởi vì cái chân này mình có thể rút ra và mình gắn qua bên cái áo này đó. Bộ phận từ đầu trở lên mình đã lắp sẵn rồi, bây giờ chỉ cần lắp vào cơ thể là ok. Bây giờ chỉ việc lắp vào đây thôi đấy, rõ ràng luôn rồi nè. Bây giờ nhìn cái việc gắn tay vô nữa là ok, thành một cơ thể hoàn chỉnh rồi. Tới khúc này các bạn đã biết đây là nhân vật gì chưa? Tiếp tục lắp ráp nha. Một cánh tay đây, một cánh tay. Giờ mình sẽ nối dài ra nha mọi người. Ây da, vô vô. Và thêm một cái này là một cái con dao nữa. Đây, ok, xong một cơ thể. Nhưng mà chưa hết đâu nha các bạn. Đây là những bộ phận còn lại nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ghép lại xem trở thành cái gì nha. Ra được có nửa cơ thể rồi các bạn ơi. Còn cái này là cái đế thôi. Còn cái này là cái chùm tóc. Đúng ra là phải gắn qua bên đây nè. Bây giờ mình sẽ tìm đường đi qua chỗ của bạn Bo, xem bạn Bo thu phục được mấy con khủng long kia chưa nghe các bạn. Mình sẽ đi đường bộ thôi. Bạn Bo đã chiến thắng được khủng long rồi. Đây là món quà dành cho bạn Bo. Wee wee wee. Bạn Bo biết con này là con gì không? Hả? Bạn Bo thấy gì nữa hả? Cái gì? À, thì ra trong đây có một cái gì nữa nè các bạn ơi. Wow, bạn Bo lấy lên đâu cả, là cái gì bạn Bo? Là con gì, là con gì? Là con gì vậy? Đây là một con rùa. Con rùa này chắc là nó đang đi trốn mấy con khủng long á. Con này á, nó cũng đang chạy trốn khủng long luôn. Nó có hai cái bánh nha các bạn, nó có thể chạy được nè. Ý, con cú mèo này bị hư cái bánh xe rồi. Vậy là bạn Bo, ủa, bạn Bo bữa nay mang vớ mà một bên màu đỏ, một bên màu vàng. Ghê vậy, mua đen dữ vậy đó hả. Bạn Bo lấy được cây súng rồi nè các bạn ơi. Bây giờ bạn Bo sẽ cầm cây súng này đi dạo từng tra xung quanh đây, gặp con khủng long giống hồi nãy là bạn Bo sẽ xuất chiêu ra bắn. Nè bạn Bo ơi, đây đưa hai con này cầm cho. Nhiệm vụ của bạn Bo là cầm cây súng, gặp khủng long là bắn nha. Ok, let's go. Đi từ từ sát sát vô coi chừng xe nha bạn Bo ơi. Bạn Bo đang tìm cái gì vậy? Thấy gì chưa? Thấy gì mà chỉ cái gì? Bạn Bo thấy chiếc máy bay điều khiển trên cao kìa các bạn ơi.
Đó. Nè đây thấy nè bo ơi. Đây đây chỉ cho nè. Cho zoom lên thấy được rồi nè. Nè đây đây nè. Đó nó điều khiển tút tút trên cao luôn các bạn ơi. Bay trên những cái sợi dây điện luôn. Nó lạng qua lạng lại cái tiếng kêu của nó. Hú hú luôn. Bạn qua thấy không bạn bo? Nè. Chiếc máy bay đó đã quá các bạn ơi. Nửa về mình sẽ đặt mua cho bạn bo điều khiển bay lên nha. Bạn bo phái chiếc máy bay đó không? Bây giờ về đặt cho bạn bo. Nhưng mà bạn bo phải ngoan nha. Ở đây có một con cá nó chạy trốn quá giặt nữa nè các bạn ơi. Bên kia nữa à, mấy con cá này nó sợ mấy con khủng long lắm cho nên nó trốn lên trên đây luôn nè. Đây là con gì? Con gì vậy bạn bo? Con này là con rùa. Hồi nãy là con rùa màu xanh. Con rùa này là con rùa màu hồng. Coi còn con nào nó không bạn bo? Còn con nào chạy kia kia kia. Thấy không? Đó là con cá gì? Con cá màu xanh. Cá này là, cá này là siêu to luôn các bạn, sống ở dưới biển á, tuốt ở dưới lòng đại dương luôn. Cá này là thuộc cá nhà tán nè nha. Bạn bo ơi, bạn bo biết con này là con gì không? Con này là con bọ cạp nha. Con bọ cạp này là con bọ cạp bằng nhựa, nó không có cắn. Rồi đem mấy con này về bịnh vô cái áo đi. Rồi để xuống đây. Đó là chúng ta được bao nhiêu con rồi? Bọ cạp. Úi ôi, hôm qua đếm mấy con rồi hôm qua? Ba. Chưa chừng ba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 là số 7 gì nè? Số 6 và thêm một số nữa. Thêm một số nữa, thêm một ngón nữa. Đúng rồi đó, là số 7. Ok.